Lộ ảnh tình tứ của Diệu Nhi và Johnny tại quán cà phê. Diệu Nhi và Johnny vừa bị bắt gặp có những khoảnh khắc tình tứ tại một quán cà phê. Liệu đây có phải là một cặp đôi mới của showbiz Việt? Những bức ảnh được chụp tại một quán cà phê ngoài trời, Diệu Nhi và Johnny đang trò chuyện vui vẻ. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật, khiến người hâm mộ đặt nghi vấn liệu cả hai có phải đang hẹn hò. Diệu Nhi được biết đến là một diễn viên trẻ với sự tinh quái lém lỉnh và duyên dáng rất riêng. Trong khi đó, Johnny Ngô, cựu thành viên nhóm 365, là một chàng ca sĩ rất cool ngầu và là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình thực tế. Liệu đây có phải là cặp đôi diễn viên ca sĩ mới trong showbiz Việt? Để làm rõ nghi án này, Diệu Nhi thẳng thắn chia sẻ rằng cô và Johnny chỉ là bạn bè và cả hai đang cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!